Chào các em, hôm nay chúng ta sẽ ôn tập kiểm tra giữa học kỳ 2 môn Tin học. Kiểm tra giữa kỳ lần này hình thức sẽ là tự luận, thời gian 45 phút. Nội dung gồm có chủ đề C, chủ đề D và chủ đề E. Sau đây là nội dung ôn tập. Chúng ta sẽ có 2 phần. Phần A sẽ là phần lý thuyết. Phần B sẽ là phần bài tập. Đầu tiên là phần A, lý thuyết. Lý thuyết sẽ gồm các phần sau: website, các trình duyệt web, từ khóa, ưu điểm của việc sử dụng thư điện tử, mặt trái khi sử dụng thư điện tử, virus máy tính, phần mềm diệt virus, thông tin cá nhân. Tác hại khi tham gia internet phòng ngừa tác hại khi tham gia Internet công cụ giúp tìm kiếm công cụ giúp thay thế định dạng đoạn định dạng trang in văn bản và lưu văn bản các bước thực hiện tìm kiếm trong phần mềm soạn thảo văn bản các bước thực hiện thay thế trong phần mềm soạn thảo văn bản Và phần cuối cùng của phần lý thuyết là các nút lệnh thường dùng trong phần mềm soạn thảo văn bản. Em lưu ý, tinh học kiểm tra là kiểm tra tự luận, nên em cần phải học bài thì em mới làm bài được. Sau đây là phần B, bài tập. Phần B, bài tập, bài 1. Mỗi hoạt động chia sẻ thông tin sau đây có an toàn và hợp pháp hay không? Hãy giải thích lý do. Câu A. Nam và Minh là bạn thân vì Minh cần gấp. Nam cho Minh mượn dùng tài khoản mạng xã hội của mình bằng cách gửi mật khẩu đăng nhập cho Minh qua email. Câu B. Nam và Minh là bạn thân. Nam có em nhỏ bị lạc, Với mong muốn giúp được em của Nam, Minh tự ý đăng lên mạng xã hội tin nhắn tìm trẻ lạc, Trong đó có ảnh em của Nam địa chỉ nhà, số điện thoại và địa chỉ email của Nam. Em suy nghĩ và làm bài. Sau đây là gợi ý. Ở câu A. Hành động gửi mật khẩu đăng nhập cho Minh qua email là không an toàn. Vì nếu tài khoản của Minh bị kẻ xấu nắm được thì email của Nam cũng sẽ bị đọc trộm. Và lúc đó, mật khẩu đăng nhập mạng xã hội của Nam cũng sẽ lọt vào tay kẻ xấu. Ở câu B, Việc Minh đăng tin là không hợp pháp. Dù mục đích của mình là tốt, nhưng việc công khai thông tin cá nhân của người khác mà chưa được họ đồng ý là vi phạm pháp luật. Ở những dạng bài tập này, em không cần phải trả lời đúng từng câu từng chữ của phần gợi ý. Em chỉ cần trả lời đúng ý của câu hỏi là được. Chẳng hạn ở câu B, em có thể trả lời. Minh đăng tin của Nam là không hợp pháp. Vì Minh chưa được sự đồng ý của Nam. Bài tập 2 Em nên áp dụng những biện pháp nào sau đây để bảo vệ thông tin cá nhân? A. Cài đặt phần mềm chống virus để bảo vệ máy tính. B. Thay đổi mật khẩu hàng ngày. C. Hạn chế đăng nhập ở các máy tính công cộng hay sử dụng wifi công cộng. D. Không nên lưu lại mật khẩu trên trình duyệt web với mục đích lần sau sẽ dễ dàng đăng nhập. Em suy nghĩ và trả lời. Sau đây là gợi ý. Em nên sử dụng những biện pháp sau đây. Thứ nhất, cài đặt phần mềm chống virus để bảo vệ máy tính. Thứ hai, hạn chế đăng nhập ở các máy tính công cộng hay sử dụng wifi công cộng. Thứ ba, không nên lưu lại mật khẩu trên trình duyệt web với mục đích lần sau sẽ dễ dàng đăng nhập. Câu này em không nên áp dụng biện pháp B là thay đổi mật khẩu hàng ngày. Tại vì việc thay đổi mật khẩu hàng ngày sẽ làm cho em dễ quên cái mật khẩu của mình đi em chỉ nên thay đổi định kỳ hàng tháng hoặc là nửa năm chẳng hạn bài tập 3 em có nên thực hiện cách làm sau đây hay không và vì sao và đây là cách làm tìm một mật khẩu mạnh rồi dùng mật khẩu đó cho mọi tài khoản cá nhân của mình một cách lâu dài em suy nghĩ và trả lời và sau đây là gợi ý Em không nên thực hiện cách làm này. Vì mật khẩu tuy mạnh, nhưng nếu dùng để đăng nhập cho nhiều tài khoản khác nhau sẽ khiến cho mật khẩu dễ bị khám phá hơn. Nếu mật khẩu bị lộ thì tất cả những tài khoản dùng mật khẩu đó đều bị chiếm đoạt. Bài tập 4. Khi nhận được email mới, em nên làm việc nào trong các việc sau? A. Mở thư ra xem. B. Quan sát kỹ địa chỉ gửi và tiêu đề. Nếu thấy email khả nghi thì dứt khoát không mở và xóa ngay. C. Yên tâm mở ra xem vì tin tưởng vào chế độ chống virus của Google. D. Báo cáo rằng email là spam, tức là thư rác. Em suy nghĩ và trả lời. Và sau đây là gợi ý. Khi nhận được email mới, em nên làm các việc sau. Thứ nhất, quan sát kỹ địa chỉ gửi và tiêu đề nếu thấy email khả nghi thì dứt khoát không mở mà xóa ngay thứ hai báo cáo rằng email là spam tức là thư rác phần ôn tập đến đây là kết thúc Hứa dẫn về nhà dặn dò em học bài và chuẩn bị kiểm tra giữa học kỳ 2. bài học đến đây là kết thúc chúc các em thi tốt